Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Surface Việt Channel và mình là Phương Lâm. Khái niệm về máy tính xách tay 2-in-1 chắc chắn không phải xa lạ với chúng ta nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, dù mới chỉ ra mắt mấy năm trước, nhưng dòng sản phẩm này đang được hoàn thiện kinh ngạc và dần trở thành một chiếc máy tính đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng. Màn hình cảm ứng. Chỉ với một thiết bị, bạn có thể tận dụng tất cả tiện ích từ máy tính xách tay và máy tính bảng. Tính năng của một chiếc máy tính xách tay giúp nó hoàn thiện công việc nhanh chóng. Trong khi đó, màn hình cảm ứng lại nâng cao những trải nghiệm mới mẻ khi thao tác. Điều này cho phép người dùng thoải mái phóng to, thu nhỏ hay chú thích trực tiếp lên màn hình chỉ bằng cách chạm và lướt. Việc chơi game, xem video hay lướt web cũng trở nên sinh động hơn. Giờ đây, sinh viên có thể ghi chép những bài giảng của thầy cô trên máy tính xách tay 2-in-1 với màn hình cảm ứng và bút pen. Tất cả các ghi chép của họ có thể được lưu, chỉnh sửa và chia sẻ với màn hình có màu sắc chính xác lên đến 4K và bao gồm cả gam P3 với hàng ngàn lớp độ nhạy áp lực bút pen. Hầu hết các laptop 2-in-1 đều có bút pen đi kèm hoặc hỗ trợ mua thêm. Những chiếc bút này cực kỳ hữu ích cho người dùng cảm giác chân thực như đang sử dụng bút và viết trên giấy. Lấy ví dụ trên chiếc Surface Pen 2017, có độ nhanh nhạy lên đến 4096 mức độ nhạy cảm với áp lực và độ trễ chỉ 21 giây. Hầu như các bút pen đều rất ổn, hỗ trợ tốt cho công việc thiết kế đồ họa. Các họa sĩ cần một chiếc bút vẽ thao tác nhanh, chính xác lên trực tiếp thiết bị laptop của mình. Bộ xử lý Intel trong chiếc máy 2-in-1 giúp cho máy hoạt động với sức mạnh bền bỉ. Nhờ vào hiệu suất làm việc cao cùng khả năng xử lý đồ họa tốt mà các tác vụ trên máy sẽ được phản hồi ngay lập tức và gần như không có độ trễ hoặc độ trễ rất nhỏ. Ngoài ra, hiệu suất này còn đảm bảo cho máy thực hiện các thao tác chuyên sâu trong công việc hay giải trí trong thời gian dài mà không hề bị gián đoạn. Một điểm thu hút nữa ở dòng máy tính 2-in-1 này nằm ở khả năng tiết kiệm điện. Bộ vi xử lý kỹ thuật mới giúp CPU xử lý các tác vụ nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất, rồi lập tức quay lại về trạng thái nghỉ. Bằng cách này, thời gian sử dụng pin và hiệu suất của máy được tối ưu hóa. Pin sẽ lâu cạn hơn so với việc phải xử lý các tác vụ trong thời gian dài. Theo Microsoft thông báo, thời lượng sử dụng pin của các dòng Surface Book, Surface Pro hay Surface Laptop của họ đều kéo dài từ 9 tiếng cho đến 14 tiếng. Bạn sẽ không phải lo lắng nếu đi ra ngoài mà lỡ không quên mang sạc rồi phải không? Trên đây là những ưu điểm vượt trội của dòng laptop 2-in-1. Và nếu bạn yêu thích video này, nhớ để lại một like, một share và một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!